tiếp tục. Ây chà, chết chết. Ui, ghê rồi, trúng rồi, trúng rồi. Này, kết hợp một đá bài. Kết hợp thêm full 4 lá bài. Đấy. Trúng mày rồi con, nhảy. Ui ui. Ui ui ui, giáp đỏ hơi bị nhiều anh em, hơi bị đỉnh. Ui chém kiếm khí nè. Thôi anh em chém, anh chém, anh chém, 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 chém. Chém 5 đường nè. Ui, ghê chưa? Ui anh em canh sao chém 5 đường cái vô. Giữ nó văng liền à. Rồi đây, tiếp tục nè, giáp đỏ nè. Ui. Trời ui. Ui. Đội bạn yếu hay sao ta? Mới lần đầu mình chơi luôn mà thấy sao đánh đã vậy ta? Đồ ui, tướng S đúng là chuyên gia chúng nè. Ui, tiếp tục. Ui. Trời ơi, còn gì bằng, còn gì bằng. Ui, chỗ chém kiếm khí kìa. Ui. Anh em mà kích hoạt nha. Cái chiêu phụ mà mới vô cho ba lá bài luôn ngon anh em. À. Ý chúng này chút tiếp tục nhảy chém chối chém. Trời. Trời trời, ok. Rồi kết hợp ba lá bài. Hai khi mà anh em mở là ba lá bài thì anh em sẽ được giáp đỏ nha. Đó. Ui người giáp đỏ nhiều vậy anh em. Cái chiêu hai giáp đỏ ngon anh em. Hóa giải đồ tấn công của đối thủ luôn. Rồi chém nè. Anh em đánh 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 này nha. Rồi anh em canh chém ba được. Ui. À cha 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 cha. Đây 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 canh dùng chiêu ba. Hay cùng chiêu ba giáp đỏ. Anh em canh dùng mấy cái chiêu giáp đỏ nó tung chiêu không sao hết. Đấy, trời ui. Oh my god, nhảy 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 nhảy. Ê, trời ơi, con hai luôn. Chào mọi người nha, chào mọi người đã quay trở lại kênh HBK Gaming của mình. Thì tháng này tiếp tục mình sẽ nhận thêm được một em tướng S miễn phí. À, tháng này mình sẽ nhận được Hawking nha. Đây. Đấy, mình hiện tại còn hai mảnh nữa thôi là có thể nhận được em này rồi. Ồ, nói chung tướng gì mới ra mắt á thì sau 4 tháng thì anh em sẽ tích đủ 20 mảnh và anh em sẽ nhận được miễn phí ha. Đấy, nói chung tháng này thì mình sẽ nhận em Hawking này. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ mua luôn nha. Mua 2 mảnh này sẽ đủ 20 mảnh. Rồi, ok. Ủa đâu rồi? Yeah, đây. Hawking. Bói bài. Mình bói chiều nay ra số gì để coi trúng số không nha. Chà, mình bấm nhanh rồi. Quên cái bỏ qua đoạn giới thiệu anh em à. Hệ vàng nha anh em. Ngon. Rồi, thì bây giờ nói chung tướng S á, thì chủ yếu để đánh PVP thôi. Anh em khỏi cần nâng cấp cũng được nữa. Đấy, khỏi cần nâng cấp cũng được ha. Giờ mình sẽ vào test luôn. Vào test đánh tập đánh luôn nha. Trước khi vào tập đánh để biết chứ. Tại em này mình chưa đánh bao giờ luôn em. Đấy, nghe nói cũng khó đánh á. Anh giờ mình sẽ vào test đánh luôn. Nói chung tướng S thì chủ yếu để đánh PVP thôi nè. Còn PVE thì anh em không nên dùng ha. Đấy, rồi. Ok, giờ được coi đánh thường trước nha. Châu 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 châu. Ủa, cũng dữ ạ. À. Ok. Để coi thử có chịu ẩn gì không nha. Châu 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 châu. Ok, cũng có cái chém ba đường cũng dữ ha. Rồi, bắt đầu hình như chiêu 1. Chiêu 1 chém, à chiêu 1 sẽ quăng ra ba lá bài. Rồi, chiêu phụ của chiêu 1 là bay lên đập xuống vậy. Ok. Tiếp tục, để coi thử chiêu 1 nó có khác gì không khi mình đè lâu nha. Khi đè lâu, cũng vậy anh em. Ok. Rồi, tiếp tục. Để mình lướt coi thử có gì không. Rồi, tiếp tục chiêu 2 nha. À, chiêu 2 là chém vậy thôi à. What the hell. Này, chiêu 2 chém một phát vậy thôi anh em. Đây, lại lại nè. Mình sẽ đè lâu thử có gì mới không nha. Ok, cũng vậy thôi. Rồi. Mình thấy có một cái chiêu trên đây nữa nè. Có một cái chiêu trên đây nên miết luôn nè. Đấy, cái chiêu phụ ở trên đây nó cứ... À, ra một lá bài. Rồi, hiểu rồi anh em ơi. Khá là căng. Khi mà anh em tích... Đây. Khi mà anh em tích được một lá bài ở đây mà anh em thấy ngay chỗ nhân vật á có 4 lá bài nè. Đó, khi mà anh em bấm cái chiêu nè, cái chiêu phụ ở trên đây nè, cái chiêu phụ đó nó sẽ xuất hiện cái lá bài phải không? Đấy là mình được hai cái lá bài rồi nè. Là anh em sử chiêu nó sẽ thay đổi nha. Và anh em bây giờ anh em bấm chiêu 1 nè. Là anh em sẽ biến thành con người rơm khổng lồ nha. Đó. Chiêu 2 cũng vậy nha, sẽ biến thành con người rơm. Đấy. Wow, thấy chưa? Đấy rồi, coi thử này tích đủ 4 cái lá bài thử xem như thế nào nha. 3 lá bài thôi. Đấy. Ok, có 3 lá bài hả? Giờ muốn 4 lá bài đây, 4 lá bài nè, 4 lá bài nè. Coi thử 4 lá bài có gì khác nha. Hay 4 lá bài. Cũng vậy à.
Chiêu cũng vậy ha, để coi thử. Chiêu 2 cũng vậy thôi. Và bắt đầu mình đánh thường thử nha. À, khi có lá bài đánh thường nó sẽ khác nha anh em. Wow, chém ra 5 đường luôn. Đây, anh em chém thì có kiếm khí như thế này, giống như kiếm khí gì đó. Nhưng mà nó sẽ gần hơn nha anh em. Đấy, khi mà có lá bài lên á. Ồ, giống như kém kiếm khí nhưng mà nó không có dài. Và cái cuối á, nó chém được 5 đường luôn ha. Hồi nãy chém được 3 đường thôi, còn giờ chém được 5 đường luôn. Wow, tuyệt vời. Và sử dụng chiêu 3 thử nha. Chiêu 3 sẽ biến thành cái con người rơm chém. Wow, dữ đấy. Ok, rồi giờ mình sẽ sử dụng ulti thử nha. Đây, ulti nè. Không biết em này đánh PvP ngon không ta? Thấy có vẻ cũng hơi khó đánh nên em phải tích được mấy cái lá bài đó. Ok, vừa rồi đó là ulti nha. Và tiếp tục mình sẽ giới thiệu cho anh em về chiêu phụ đầu tiên. Dạ, chiêu phụ này là chiêu phụ gì? What? À, chiêu phụ gì đây? Sao không có gì hết vậy? Toàn. À, hồi máu anh em ơi. Chiêu phụ đầu tiên là hồi máu nha anh em. Rồi, mình sẽ đổi qua cái chiêu phụ thứ hai nha. Rồi, chiêu phụ thứ hai xem như thế nào. Oh my god, sẽ biến ra mấy lá bài. À, anh em sẽ tích được lá bài nhanh hơn thôi nè. À, thấy không? Ở dưới nè, hiện tại full lá bài luôn nè anh em. Ok. Rồi, giờ mình để đánh thử coi. Đánh coi. Ấy cho ulti hả? What the hell? Được. Chào dạ. Cái máy mà đang cũng chơi đá bài nữa. Rồi. Trời. Đây, khi mà anh em tích lá bài thì anh em sẽ có thể biến thành người rơm ha. Đây, cũng khá là mạnh đó. Nói chung chiêu phụ thứ hai này giống như để anh em tích lá bài thôi, cho nó nhanh hơn. Một lần hồi nãy anh em bấm chỉ lần được một lá bài ha. Giờ anh em bấm thì sẽ được 3 lá bài luôn. Khá là nhanh hơn ha. Ok, cái chiêu cũng khá là đơn giản như thế rồi mọi người. Đây, chiêu cũng khá là đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ vào test đánh PvP xem như thế nào nha. Nói chung đây là lần đầu mình sở hữu nên mình cũng trải nghiệm cơ bản thôi nè. Cũng chưa có gì rành lắm nha. Có sai sót thì anh em, nếu mà anh em đã có tướng này mà sai sót gì thì anh em cứ comment bình luận bên dưới góp ý mình nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ vào đánh test đánh PvP xem như thế nào nha. Ok. Ẹt. Non luôn em ơi. Mới sở hữu được tướng, mới vô test lần đầu gặp Zoro team kích rồi. Ây chù cho má ơi. Ui, cho một con này nè. Ôi, ba lá bài, kích hoạt ba lá bài vô. Ôi, ai mày đó ấy. Kích hoạt ba lá bài vô. Trời, chù cha, nghe chưa. Kích hoạt ba lá bài lên là khác hẳn liền. Vô, mày chết mày, chết mày. Đây. Cũng được chứ anh em. Mày chơi. Trời, chém kiếm khí nè. Trời. Mày hả, Zoro tìm kết. Quá dữ đi em ơi. Mày hả, ghê chưa. Ui, cũng ghê vô. Đừng có đùa. Nó tạo hố đen gì ghê vậy. Ai chồng trà chết, cứu em. Ôi, đánh được một mạng vậy được rồi. Xử được rồi, Zoro tìm kích lần đầu mình tiên mình đánh. Ê chù, mấy nó nè. Lần đầu mình đánh mà xử được Zoro tìm kích là quá đỉnh rồi nè. Đây, kết họa luôn, 4 lá bài. Ấy, mày chết mày rồi con. Ê chó này. Này, chém. Chém kiếm khí, đù, chém 5 cái kiếm khí đó ghê nè. Ui, chuyện như hết mạnh vậy. Sao là đội bạn yếu vậy? Rồi đầu hàng luôn, quá đỉnh. Trời ơi, lần đầu tiên. Ok, mới vô gặp xanh rồi. Ui, ui trời, ngon. Toàn mày rồi. Chết rồi. Lộn, mới vô gặp Zoro cho anh em, nãy lỗi lộn xanh. Ui, kích hoạt ba lá bài. Chết mày rồi con ơi. Chạy đâu. Ui, hơi bị đỉnh luôn á. Mạnh vãi. Ui, lần đầu đánh vậy là quá tuyệt vời rồi. Kiếm khí. Rồi, Zoro bất lực. Mày. Toàn anh em ơi.
Đúng lĩnh luôn, trời ơi. Hậu kinh với lịch. Chù chặt, ôi chù chặt, trời ơi. Ui, kích hoạt ba lá bài lẹ lẹ. Kích hoạt ba lá bài. Rồi, toan mày rồi con. Tao kích hoạt ba lá bài là xác định mày rồi, ui. Thôi 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 thôi, càng quá anh em. Mày trời ơi. Đúng rồi. Ui, hay quá, trời ơi. Cố lên. Đây, đây, chém kiếm khí. Này, mày. Ây hả. Kìa rô, toan mày nhảy nữa đi. Ngon mày nhảy nữa đi. Ây, nhảy nữa đi. Ui, cũng mạnh phết em ơi. Lần đầu chơi mà vậy quá tuyệt vời rồi. Ai uổng rồi, né được. Ây hả, giáp đỏ này em, cái chiêu hai giáp đỏ anh em. Đánh khá là ngon á. Này, đây, đây. Ui, mày chạy đâu. Mày bắn. Ui, tuyệt vời. Ui, hơi bị đỉnh luôn em. Còn ngon vô đây. Mày, ai chà. Xây lưng á, xây lưng, ai chà. Ai. Một phát nữa. Ây trời ơi. Dở quá, chọc lại. Ý. Mày đi chạy đâu. Người rơm quá đỉnh. Wow. Đánh với bộ ba quái vật bằng rượu mũ rơm luôn. Càng thế nhờ. Ok. Trúng nè, trúng rồi, trời. Trời, ui né né. Trời ơi, không kịp. Rồi để mình kích hoạt. Ây chà. Cho mày ra nè. Kích hoạt ba lá bài. Kích hoạt bốn lá bài luôn. Ui. Mày chết. Trời ơi, nãy dùng chiêu 2 là ngon rồi. Chiêu 2 có giáp đỏ. Dở thiệt chứ. Này. Hạ băng hải tặc. Mày trời ơi, thấy chưa? Có giáp đỏ né được luôn nhưng mà mình lại sử dụng chiêu chọc nè. Không sao nè em ơi. 30 chưa phải là Tết. 30 chưa phải là Tết. 30 chưa phải là Tết. Đây, đây. Tôi biết nó sử dụng người hỗ trợ liền nên tôi sử dụng chiêu 3 để có giáp đỏ nè. Đấy, ok. Ui, né. Ê trời ơi, vậy mà chọc. Ê, trúng rồi. Ui, đừng đùa với Hawkin. Anh em ơi, ulti. Ok. Mạnh vãi. Trời ơi, thì đây là lần đầu tiên mình đánh mà vậy là quá ngon rồi anh em. Anh em luyện tập thôi thì nó mạnh biết cần nào.